2016 đã quay trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới. Những gương mặt sẵn sàng bùng nổ, những màn trình diễn ngập tràn tiếng cười, bất ngờ nối tiếp bất ngờ với sự xuất hiện lần đầu tiên của hai quân sư và hai mỹ nhân. Đứa nào nhảy đẹp nhất thì Tú sẽ lên nắm tay đứa đó. Lại đây Betty. Về đây Bambo. Trời ơi, tới lại tình duyên. Chuyện tình mà bao năm nay Tú có dám từng kỷ niệm. Hay là ai chưa? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nhật tố nào sẽ khiến mọi người đứng ngồi không yên? Đừng bỏ lỡ bất cứ tập nào của Cười Xuyên Việt 2016 vào 21 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 năm 2016, duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 28 tháng 5 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.